Nếu cô cứ chần chừ không thể đến với anh ta thì hãy đến với tôi đi. Hãy cho tôi một cơ hội, được không? Tôi thật sự tôi cô nghe điện thoại đi. Alo, tôi nghe nè. Đã lâu không gặp. An Chi. Anh nói vậy là sao? Chúng ta mới vừa gặp nhau mà. Thật sự đã rất lâu rồi. An Chi à. Mình rất nhớ Chi. Dạ. An Chi. Nam Phong, tại sao lại biết? Giờ chị đang ở đâu? Mình muốn gặp Chi. Đừng đi. Đừng đi mà Annabelle. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi anh. Hay là những vết thương mà em từ em giấu sau đôi môi. Em sẽ mãi rằng